Mình xin tạt cái xào xí bin B4 nữa bác. Mê lộ tay phải. Và đây là mình chỉ nốt cơ bản đến nhé 6. Lên mình chỉ nốt rất là nhẹ nhàng. Và đây là 32 nốt đầy đủ trên cái 6. Đô. Đô thăng. Rê. Rê thăng. Mi. Fa. Fa thăng. Sol. Sol thăng. La. La thăng, tức là si giãn ấy. Si bình. Là đến quãng 2, đô 2. Đô thăng 2. Phê. Rê thăng. Mi. Sa. Sa thăng. Son. Son thăng. La. Si giãn quãng 2. Si bình. Đến đô 3. Đô thăng 3. Rê 3. Rê 3. Rê thăng 3. Mi 3. Fa 3. Fa thăng 3. Và son 3 là khó nhất. Đây là nốt khó nhất. Cao nhất trên cái 6. Mọi người đi ở cô phải lên được. Mình thổi lại một lần. Thăng vào. Ừ. Dưa. Nó còn 3. Cái này thì quả 3 quảng nó đều cánh nhau. Quảng 1, quảng 2, quảng 3 đều cánh nhau. Rất là chuẩn. Đặc biệt là quảng 3 là các nốt, kể cả các nốt thắng dạng về rất là chuẩn. Không có nốt nào cao hoặc là thấp. Các nốt rất, lên rất là tròn tiếng. Không có nốt nào bị xịt cả.